Ô, chào các bạn nha. Tối hẹn lại lên, tối hẹn lại lên. Thì tiếp tục mình xả một số đồ nữa nha. Tiếp tục xả đồ tiếp nha. Mình báo nhanh gọn lẹ cho các bạn. Ở đây các bạn thấy một cặp hộp nhôm á đã đi rồi nha. Rất là nhiều đồ thanh lý. Ok. Trước tiên là cái này. Từ đây tại vì mình cần tiền là thu mà lấy cái mấy cái bơm các bạn. Khách nào lấy từ 2 cái thì 1 triệu tư cái nha. Còn 1 cái thì giảm 100k, còn 1 triệu 550. Từ đây cho tới kỳ lấy bơm giữa tuần sau nha. Khách nào cần thì giá này giá tốt nha. Hoặc là mình bán cái đồ khác các bạn đủ tiền thì mình sẽ không giảm nữa nha. Tại vì không lời ha, nói chung không lời. Mấy cái này thì giá vẫn vậy các bạn. Thực ra là giá mình đã cân đối giá rất là tốt rồi nha. Mấy cái con này trước đây là 550k nhỏ nè, mới có lời. Dạo này thì nó nhiều quá đó, cho nên mình bán giá tốt quá. Con lời chút quá. Ok, con lớn giá vẫn là 950k nha các bạn. Nè, 950k 300W. Con này tải 500-600kg nha. Có một bên bán hàng người ta chia sẻ. Mình đang đặt cái bộ tay quay ấy các bạn, quay cần cẩu mà quay tay á, có cáp luôn, có nhông luôn, để về mình bắt vô mình test thử nha. Con lớn là 950k, con tiếp theo là 700, con này 300W nha, tiếp theo là 200W nha. 200W giá 720k, giảm 30k. Và con này giá 400 chẵn nha. Trước đây bán 550 mới có lời nha. Hiện tại thì giá tại vì nhiều quá, mình bán 400. Chắc giá nha. Giá này thì không bớt thêm. 400. Có một con nhỏ nhỏ nha các bạn. Bán cho nó đi ha. Đâu rồi? Đây. Con này bán nhanh các bạn. 280k bao ship nè. Cốt hình như cốt 10 các bạn. Rất là đẹp, con chạy êm ru à. Con này cỡ 80W nha, qua hộp số. Con này kéo cũng rất là tốt nha các bạn. Tua ra nhanh. Nói về tua thì mấy con này là tua 240 nè. 240 vòng 1 phút ở 24V nha. Toàn bộ tua mình báo là tua 24V hết nha. Khách nào chạy 12 thì các bạn chia đôi. Ví dụ như con này 24V chạy ra tua 240 vòng, 12 ra tua 120 vòng nha. Tiếp tục con này, con 720k 250W nha, tua ra 220 vòng ở 24V. Và tiếp tục con này tua 196 vòng ở 24V ha, 12V thì ra được 100 vòng ha, 100 vòng nha. 280 bao ship nha. Còn một con cuối cùng nhỏ thanh lý chơi. Đây, một món thanh lý các bạn, thanh lý nha, giá tốt nè. Tiếp theo cái này của Đức nha, cái này 200 bao ship. Cái này mấy dân CNC là rất là thích các bạn. Đây là cái nút dừng khẩn cấp á. Và các bạn, nó vừa là dừng khẩn cấp nha. Ở đây nó vừa là cái công tắc an toàn các bạn. Lắp vào trước cái cửa, thường máy CNC nó có cái cửa các bạn, đóng lại nha. Thì nó mới đóng điện an toàn, nó mới cho hoạt động. Nhưng mà ở Việt Nam mình tai nạn nhiều, biết bạn biết sao. Chạy sẵn lượng nha. Làm gì nó mệt quá. Bung cửa luôn, chơi luôn. Lâu rồi mình đứng CNC các bạn. Nếu mà bên Nhật á mà không có an toàn kiểu như vậy nè, tức là phải đóng cửa lại nó mới chạy nha, là mình chắc người lủng mấy lỗ nha. Cái mũi khoan kỳ đó mình nhớ là khoảng 28 các bạn, mũi khoan 28 á, một mũi khoan thép gió á. Mình xét xét sai các bạn. Thay vì G1 đúng không? Nó chạy G0. Từ trên lao xuống ram, đùng. Cái mũi khoan nó nổ luôn nha, chứ đừng nói là nó bởi nó cong nó gãy nha, nó nổ. Nó ép mạnh quá. Bạn biết G0 mà chụp jack nó xuống nữa thì cái gì mà chịu nổi các bạn. Đùng. Mà cả văn phòng giật nhổm người luôn, chạy xuống coi. Kiến mấy cái mũi khoan cái mảnh vỡ các bạn.
văng rao 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 rao. Mà Nhật rất an toàn, nó có cái kính nó rất là dày các bạn. Kính hình như bị đứt luôn. Ok 200 nha, đó dân CNC nhìn là biết là hiểu nha. Đó. Hàng của Đức. Món thứ hai. Món thứ ba thì một số mình báo các bạn một số cái quạt ion nó bị lỗi á, thì mình bán sát cho các bạn về nghiên cứu nha. Nha, bán cực rẻ luôn nha các bạn. Con này các bạn biết bị gì không? Cái cánh bị gãy bên trong. Ha, cánh nó bị gãy, bị mẻ các bạn. Nó vẫn quay vẫn chạy bình thường mà cánh bị mẻ nha. Nó quay rờ 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 các bạn nhìn thấy cánh hoặc là lấy chế cháo này kia. Ha, bán sát lại nha. Bán sát phân nửa giá nha. 80k bao ship vẫn chạy. Con này mình bao các bạn chạy nha, vẫn chạy bình thường. Ha, 80k bao ship. Một con. Con thứ hai con này là mình cấp nhầm cực âm cực dương các bạn. Không biết nó có cầu chì bên trong không nha, mình không rõ nha. Cấp nhầm âm dương cái là nó tịt luôn. Đó. Bó tay thiệt chứ. Ha. Con này bán các bạn con này thì mình chắc chết rồi các bạn, bán 60k bao ship nha. Bao ship 30k coi như mình thu về 30k chơi uống cà phê nha. Còn con này thì nó lại hơi các bạn, có vấn đề nha. Chắc do bị cấn chỗ này có vấn đề, nó bị chạm, nó chạm chập sao nè, mát. Nhưng mà cơ bản con này thì còn nguyên zin hết. Con này cũng giống con kia nha. À, con này 100k bao ship, 100k bao ship. À, con này các bạn về mò lại được 100k bao ship. Đó, ba con. Có ba con hả các bạn. Con này đang của anh khách nha. Đó, thanh lý nha, thanh lý. Tiếp tục cái nào nữa ta? À. Mình nhớ cái này nè các bạn. Một bao ốc luôn. Cân cho các bạn 100.000 kg bao ship. Cái này á, thực sự mình muốn giữ lại tầm 2-3 kg không có nhiều. Vẫn xài, vẫn dùng nha, nhưng mà rất là ít. Khi cần á, kiếm không ra đâu các bạn. Ốc này cỡ M2, M3, M4 nha. Cỡ đó đổ lại thôi, không có lớn. Đó, 100k/kg, 100k/kg các bạn nhìn. Các bạn lấy 1 ký về, các bạn để ở nhà thì nhiều khi cần tới nha. Đó. Đó, mình bóc ngang vậy nha. Ốc này là rã máy photocopy các bạn. Đó, rã máy photocopy ra. Cứ 100k/kg, 100k/kg này mình xả nha. Có này có kia xà bần. À, về nhiều khi các bạn nhặt nhạnh được một vài cái lúc cần cũng là đáng nha. Cũng là đã đủ giá tiền. Ha, 100k/kg. Mình xả hết, mình trừ lại 2-3 kg, mình đưa vô một cái rổ nhỏ nhỏ. À, để cái nó chiếm chỗ quá. 100k/kg các bạn. Xả hàng nha. Xong cái clip này mình sẽ chuẩn bị cái máy này. Ha, dọn này kia để sáng mai anh khách tới anh lấy. Anh lấy luôn cái mặt bàn, cái chân bàn các bạn. Với cái spindle nữa. Sáng mai tới test cho các bạn ảnh coi nha. Bán hàng lâu lâu được khách ủng hộ nhiều vậy vui lắm các bạn. Vui nha. Đó. Nhiều cũng không nhiều lắm nhưng mà rất là vui. Đó. Ủa cái này nặng ghê các bạn. Cái này của Mỹ nha. Spindle Packer. Các bạn nhìn thấy một đầu là bạc đạn sứ, một đầu là bạc đạn khí. Nha. Con này mình để cho anh giá tốt. Thật ra con này mình cũng bán mấy con rồi nha. Nhưng mà để anh giá tốt. Tại vì anh mua nhiều đồ. Đó. Mai test cho anh coi tại chỗ luôn. Hiện tại cái này mình chưa có, mình đang hỏi một bên mà lâu quá rồi không có đặt hàng người ta các bạn. Hỏi cái người ta trả lời không có nhanh. Hỏi đặt mua cái đồ gá. Còn có một khách nữa nói lấy mà im ru luôn. Đặt cái đồ gá, con này thì cái nó không phải là tiêu chuẩn nha. 80 hơn xíu các bạn, vậy là lại dùng cái kẹp 80 được không ta? 81.5 chơi lẻ lẻ ác thiệt. Con này phải 80 thì ngon quá. Nhưng mà mình nhớ cái kẹp là nó có dao động mà các bạn. Cái kẹp phi 80 á. Định hỏi người ta gia công á là bao nhiêu tiền, thì báo anh khách rồi mình đặt hàng.
ha, mai anh khách lấy. Nói chung là sau cái clip này thì mình sẽ dọn nha, mình sẽ chuẩn bị đồ để ngày mai anh tới lấy. Đó, cũng là giao lưu anh em. Ok, tiếp tục nha. Tiếp tục cái này nè, đó, xả hàng nè. Đó, mình tìm những cái nào mình cần xả đó các bạn. Cái này mình mua gần 2 triệu bạc cái bao này, không biết về làm gì luôn các bạn. Nhiều khi mình thấy nó quá hấp dẫn đi nha. Mình xả cho các bạn 100.000 một ký bao ship ha, 100.000 ký. Khách nào về chế cháo làm gì đó làm. Mình thì lấy mấy ký mình chơi với con ha, chơi xếp hình Lego các kiểu. Nhôm đường kính ngoài là 38,4 ha, đường kính trong. Cái này mua chơi chứ giờ đường kính trong chẳng 26 nha các bạn. Nha, chính xác 26 nha. Ở ngoài nó có một lớp cao su ha. Cái này để vào việc thì hơi khó. 100.000 ký nha, cái này là thu vốn nha. Giá mình bao ship nha các bạn. Ký thì cỡ này các bạn ha, cỡ này. Cỡ gần 200 con. 100.000 ký. Đó, còn cây này chiều có anh khách hỏi mà chưa chốt được các bạn. Quá đẹp luôn. Inox nha, inox hết. Con này hành trình 300 nha. Các bạn làm trục Z, trục X, trục Y cái nào cũng ngon hết. Hàng Nhật, mới tinh chưa xài. Có luôn khớp nối zin. Đầu này thì phù hợp cho sạc vô 400W, 200W nha. 400W, 200W. Thực ra bây giờ mình không biết size bao nhiêu, mình chỉ size 60. Chỉ có cái mặt này là bằng thép các bạn. Còn lại inox hết, inox. Này thép nè, ray thép, vít me thép. Còn lại là mà cái mặt đế ở dưới là inox. Nó không có rỉ các bạn. Các bạn xài nước tưới nguội các kiểu nó không có rỉ. Giá tốt nhất ra 1.450.000. 1.4 chứ nhầm 1.4. Giá tốt là 1.4. Cũng gọi là xả. Đây, cái này xả nè các bạn. Cái này xả. 2 triệu hết luôn, khách chờ mua về bán. Bữa có mấy khách hỏi mua mà mình không có, mình tiếc các bạn. Còn cái bộ này công suất chỉ 50W thôi nha. Nhưng mà nó chạy qua heo sensor. Con này là hàng xịn sò nha, Troy Taiwan Brooklet nha. Con này khách nào mà đam mê chế quạt không chổi than mà cần nó yên tĩnh á, cần nó êm mà đến mức mà giống như là trong phòng cao cấp các bạn, lụm về nha, lụm về làm cái buli ra nó khớp nối cứng á, lên cốt ta cốt 6 ổ cốt 8 chứ, để chế quạt nha. Con này là 20W nha, output 20W đó. Các bạn chế quạt B3 B4 ok, chạy qua cái biến tần zin luôn nha. Đó. Có start stop nè, có chỉnh tốc độ rất là mịn. Con này hàng nguyên bản. Con này khách nào xài thì liên hệ mình. Mình bỏ công mình làm gì dây làm rắc nha, mình đấu vô. Đó. Bao zin, bao chạy, bao sóng. Tua 3.000 nha. À tua 2.000 các bạn ơi. Con này tua 2.000 nha. Tua 2.000 thì nó khỏe hơn 3.000 nha. Và đặc biệt là các bạn cấp điện 220 chạy luôn, khỏi cần qua ấy hết, cấp điện 220. Đó. Điện 220 thì chạy luôn nha. Bộ này 420k đi, 420k. Đầu tiên mình bán 550 nha, tại vì hàng xịn. 420k khách về chế cháo. Con này gì ta? Cái con nguồn mà chưa biết kích cơ. Thôi để mò tiếp các bạn. Để mở ra mò tiếp. Bữa nay được 2 đơn bơm. Cảm ơn quý khách ủng hộ nha. Được 2 đơn. Một đơn khách chuyển tiền hết rồi. Một đơn khách đang cọc. Bơm này là cực hiếm. Qua lô này thì mình không có chắc rồi còn lô nào nữa các bạn. Inox 100%. Này về khoảng chục cái thì cùng, tại bên bãi họ đang rã đó. Bơm siêu xịn sò 2,2 kW nha, đặc biệt là tua 8.100, đẩy cao 37,5,
lưu lượng 6 khối trên 1 giờ, 100 lít trên phút, 50 hạt 60 hạt nha, 220 Era 3 Toko Japan, toàn bộ inox hết. Inox hết các bạn, cánh inox các kiểu, cái gì cũng inox, con ốc cũng inox nha. Nè các bạn, cái ốc đâu hết đâu, cái gì cũng inox hết trơn. Quá cực luôn, quá cực đỉnh luôn. Con này mình bán một con cho một anh khách làm bơm nước dầu tuần hoàn, nhiệt độ cao, inox hết, toàn bộ inox hết ha, bao nhiệt độ cao luôn. Tiếp tục mấy cái đồ thanh lý các bạn. Cái này bữa mình trên bàn mình có hai bộ nha, một bộ bán đi rồi. Con này thanh lý nè, con này đấu tụ nha, đấu tụ vô hết, đấu tụ zin luôn, bao công đấu, cấp điện là chạy, hàng nguyên zin nguyên kiện, máy in Japan, hộp số 110, động cơ 15W 100V nghĩa địa, cốt ra 10 ly cốt lớn nha, cốt lớn 10 ly, nếu 10 ly 1200 vòng, 110, đầu ra 120 vòng 1 phút, có luôn cái bát rất là đẹp, đấu luôn tụ, giảm các bạn 20k ly cà phê ha, 280 bao ship là gọi là hết giá luôn các bạn. Nhiều khi đi bãi lượm con này người ta bán bạn 300 mà chưa có tụ gì hết mà hên xui ha. Trong khi mình bán kiểu này. Còn cục này giá vẫn là 200. Cục này để tối nay mình rảnh mình làm cái clip cách điều khiển, bên trong nó có động cơ các bạn. Đóng mở cái van. Van này mới van nước nha, van này ví dụ như van bột các kiểu. Hàng Japan siêu xịn sò. Hai đầu các bạn, hai đầu sẽ là cái ống nha, ống để nó đóng mở lưu lượng á, trọng lượng chứ, cân đo đong đếm các kiểu. Còn cái nào xả đúng không? À, cục này của Mỹ, khách nào làm ke đập không các bạn, tha hồ đập luôn nha. À, cái này để kê đồ ép đồ ngon các bạn. Cục này 200 bao ship, hàng của Mỹ. Cái này lâu quá nó về máy sọt luôn các bạn, mà cuối cùng biết đi đâu hết trơn, chắc đi ve chai quá. Ở trong là cao su, ở giữa là cao su, ở ngoài là thép, ở trong là thép nha. Cái này nghe nói là một cái gối của một cái chiếc xe, giống như khớp gối mình các bạn, khớp gối này nè nha. Cái chỗ này nó sẽ là một cái khớp nha. Thì nó chịu lực cái thằng cái phía bên ngoài, cái phía bên trong á là nó nối với nhau bởi cái khớp cao su này, nó có sự đàn hồi nhất định nha, nó có sự đàn hồi, nó không có cứng ngắc nha, nó có sự đàn hồi đó, nó vừa chịu lực và vừa có đàn hồi đó. Nghe nói vậy nhưng nhìn kết cấu mình cũng biết không có lý nào mà đóng cái cục cao su bên ở giữa, cao su ở giữa nó sẽ là giống như cái khớp nối mềm vậy đó các bạn, nhưng mà nó chịu lực nha. 200k bao ship là mình chịu tiền ship đấy nha, mình mua 200. Đây tiếp tục cái này cũng là cái thanh lý nha các bạn, còn 6 cái mà bán mệt quá, thanh lý phức. À, cái này bạn làm trục A các kiểu rồi về đỉnh luôn. Cái này là cái phần này bằng gan nha, phần này bằng gan, cái này bằng gan. Đó, gan đúc, động cơ bước điều khiển qua cái nhông xoay 360 độ. Cái này để các bạn 650 bao ship là giá tốt nha. Đó, con này có anh khách lấy là cái này làm cái cẩu các bạn, làm cái cật bề xoay á, bề xoay của cẩu, chắc cẩu chừng 200kg đổ lại thì được. À, bữa nay cảm ơn khách ủng hộ một cái này nha. Cái này thì ngày mai mình sẽ tiến hành. Ngày mai tiến hành test cho anh và giao hàng. Cái loại này thì các bạn làm phát điện phải nói cực đỉnh nha. Các bạn nhìn 48 viên 500 trắng mà hàng của Đức nha, chứ không phải hàng xe đạp điện Việt Nam nha các bạn. Hàng của Đức, Germany. Chỉ có một cái ngon thôi, chính là cái này. Sẽ giao anh cái này nha. Còn lại các bạn, cái này nè, các bạn nhìn coi, nó không quay, cứ ngắt à, nó bị trẹo bên á, chỉ có cái này là ngon nhất.
ha. 2,2 triệu. Còn cái này khách nào mua thì 2 triệu, mình xử lý cái vấn đề mà nó bị trẹo bên, nó hít bên đó các bạn. Còn cái trên kia thì là để nghiên cứu chứ không có xài được ha. 24V của Đức, Germany. Nặng lắm nha các bạn, nặng chịch luôn á nha. Còn con này giá vẫn là 1,450 triệu nha. 1,450 triệu. Tiếp tục trong cái khu này mình báo một số cái mặt hàng giảm giá nha các bạn. Đầu tiên là cái này. Cái này mình báo giá nhanh cho nó đi luôn các bạn. Cái này nó ở chung với mình được các hơn năm. 80W nha. 80W, 220, 50 hạt. Con này cốt hình như là nó chuyên để chế quạt các bạn. Con này như con quạt tháo ra nha. Nhưng mà con này chắc lắp quạt lớn đó nha. Cốt 10 lộn. Cốt 12 nha, 12 vát D. Còn đủ mấy ngóc. Này chắc ráp quạt các bạn. Trong quạt ra. Chạy quay êm ru. Bao các bạn êm. Con này đấu tụ nha, cấp điện 220 chạy. Con này bán các bạn 208 nha. Mời lại ly cà phê. 208 bao ship, coi như mình thu về tầm 220 tầm đó. Các bạn thấy con này 220. 220. Giá này khách nào chê mắt nữa thôi. Để nghĩa. Ơi, tiếp tục. Con nào nữa ta? Bữa nay về được 5 con Mitsuba mình chưa kịp trả hàng các bạn. Công nhận các bạn này gói hàng phải nói đỉnh thiệt chứ. Từ Bắc nó đi vô đây nha. Mình thì mua hàng tứ xứ các bạn. Facebook á. Cho dù mình bị lừa cũng nhiều các bạn. Nhưng mà không đến mức mà mất lòng tin vào mọi người nha. Anh em buôn bán mình rất là welcome. Có những kinh nghiệm rút ra đó. Cách đầu tiên là các bạn nhìn về cái sơ lược lược sử nha. Những cái các bạn kéo lên kéo xuống cái lịch sử của họ, thấy họ có rất là nhiều bạn nha, kết rất là nhiều bạn và có bạn chung với mình rất là nhiều. Cái bạn này là mình có hình như mười mấy người bạn chung nha. Thì được quá ok rồi, còn gì các bạn. Trừ khi nào mà các bạn kéo xuống nha. Nó chỉ mới tạo cái nick gần đây khoảng 1 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng mà nó không có tương tác với ai cả nha. Nó chỉ chăm nó đăng, nó bán cái món nó không à. Chắc chắn là lừa. Nha. Rồi thứ hai này là nó thứ nhất là cái đó là mình coi người ta nha. Còn thứ hai là nhiều có ai hỏi các bạn mua đồ mà nói ở tôi nước ngoài chuyển tiền nha. Ngưng giùm. Dẹp. Không chơi. Ha. Ngưng lừa đảo đó. Ha, nước ngoài. 1-200 ngàn, 1-2 triệu mà trong nó đi nước ngoài được mà người nhà nó không có tiền hay sao các bạn? Các bạn suy nghĩ thử coi. À, điện liên tục luôn, quay cho coi luôn. Ồ, tôi đang ở bên Mỹ nè, tôi đang ở bên đâu đâu ABCD nè. À, ồ tôi đang ở đây nè. Ồ đồ đó. À, stop. Ơi. Lát bị lát chút. Mình nếu mà bán này thất nghiệp thì chuyển sang làm gì ta? Làm gì mà nói nhiều nha. Làm gì? Bán giấy số. Giấy số nói nhiều. À, đợt này giá có một số khách hỏi nha. Tại sao thêm lên 100 ngàn? 940. À, 950 chứ. 950 bao ship nha. Tại vì đợt này mình không lấy cái lô motor mà nó không có ngon nữa nha. Đợt này là cái lô này là họ vừa tháo ra các bạn. Thật ra bên kia họ hết hàng thôi. Chứ có mình cũng lấy. Mà thôi nó ngon quá là thôi. Thêm 100k cũng được. Nha, khách xài nó ok. Tự nhiên quay không có mở ra. Nhiều khi có khách cần người ta coi người ta mua sao. Nha, Mitsuba nha, rất nổi tiếng các bạn. Con này nó không phải là sạc vô nha. Nó là brushless không chổi than, 3 pha. Mình không rõ nó 500 trắng hay 500 đen nha, con này mình chưa có nghiên cứu bên trong. Nhưng mà cơ bản anh em đánh giá quá ngon.
mình thấy nó cũng ngon quá, thấy nó ngon thiệt. Thấy hình thức thì con này đỉnh, nặng trịch luôn, nhìn thì nó hợp lý, ok, khỏe khoắn. Con này thì sắp tới mình lên một vài ứng dụng như là bơm nước hoặc là phát điện hay gì đó ha, thử coi nó làm sao đó. Ok, 950k nha. Ở trên shop Lazada thì bán mắc hơn các bạn, 1.000.000 bao nhiêu đó. Còn mấy con này thì không có thanh lý các bạn, bán đúng giá nha, đúng giá kiếm lời. Đây, con này thanh lý nè. Con này các bạn chế quạt trần, chế các kiểu nha. Con này của Đức, Germany. Con này đầu tiên mình đem về bán 550 nha, bán được khoảng chục con. Cái còn con cái nữa, cái giống như bị gì ta, bị lát hay sao, tự nhiên đứng luôn. Con này bữa nay mình xả cho nó đi luôn các bạn ha. Giận quá nè. Con này bán các bạn đấu tụ, con này đấu tụ nha. Con này nó nặng dữ lắm luôn á. Nó gần 6kg. Germany 220, 50 hạt, 180W, 1400 vòng. Đấu cái tụ tụ 6mm. Đó. Quay êm ru luôn. Đấu tụ về các bạn ghim điện 220 là xài. Con này giá 420k, giảm thêm 30k. Bao ship 5kg mấy, 6kg, rất là nặng, phí ship cao. 420k, giảm thêm 30k cà phê. Khách mua thì được lãi 2 ly cà phê. Đây con này, cái này thanh lý đây. Vì tò mò mình mua nó. Khách nào tò mò mua lại giùm không? Đây là cái cảm biến đo nhiệt độ bên trong nha. Con này thì cái quạt mình test vẫn chạy bình thường. Quạt điện 220 nha. Quạt điện 220. Con này đố các bạn ứng dụng là gì? Con này các bạn, giống như cái bộ mà đun nhiệt độ dầu cho nói chung ứng đun nhiệt độ nha. Còn ứng dụng làm gì thì mình không rõ nha. Đó. Ở đây các bạn thấy giống như đây là con điện trở nè. Đây con điện trở nha. Nhưng mà cái này bây giờ bán sát các bạn, bữa mình cấp điện 220 nhưng mình không thấy nóng nha. Không thấy nóng gì hết trơn. Không thấy nóng luôn. Chắc điện trở bị hư. Đây là cái hai con cảm biến đo nhiệt độ. Đây giống như là nước nó cấp vô đây nè các bạn. Nó cấp tuần hoàn nha. Nó cấp vô đây. Xong cái con trở này nó nóng lên đúng không? Đó. Nóng lên cái nó đưa ra đây các bạn. Đó, cái nước nó nóng đây nè, đây nó nước nóng đây đầu ra, bên ra bên vô bên nào cũng được nha. Ví dụ vậy. Đây nó vô đây cái nó nóng lên nè, cái nó ra đây. Nước nó ra đây. Đó, vậy đó cái kiểu vậy. Xong nó đi tuần hoàn ha. Bán nhanh cụm này 300 bao ship nha, có 2 cụm. 300 bao ship. Ha, giống như bán phế liệu. Cách tàu về nghiên cứu. Ha, 300 bao ship. Giá mình mua 300-400 gì đó, lâu lắm rồi không có nhớ. Ha, thanh lý nha. Còn hai con này nếu ngày mai bán không được chắc mình thải ra ngoài bán ra chai các bạn. Hàng của Mỹ nhưng mà nhìn nó cũng hơi ấy nha, xấu xấu, nó không có đẹp. Nhưng mà con này là các bạn biết là một trong những ứng dụng quan trọng nha. Các bạn biết tại sao mà ở đây có một cánh quạt, ở đây có một cánh quạt, ở đây có một cái đế nhôm. Phía này, trên đây các bạn, từ đây tới đây nè, nó là mút nha. Nó là mút cách nhiệt. Mút cách nhiệt rất là dày luôn. Đây nè. Ở đây có một cái dạng khí để thổi. Đây có một cánh quạt. Cánh quạt này là cánh quạt làm việc chính.
con này là nhiệm vụ là hút nhiệt nha. Giống như các bạn biết trong những cái bếp, cái lò bếp mà chuyên nấu các bạn nha. Cái này nó sẽ đưa xuống dưới nó hút. Còn thằng đây nó cách nhiệt với cái cuộn đồng bởi hai cái cặp quạt. Hai cặp quạt các bạn. Đó. Bắt buộc phải là thổi liên tục để cho nhiệt á từ trên đây nè, nó không có tỏa xuống ảnh hưởng tới cuộn đồng. Đó. Hai con này bữa mình test là chạy hết nha. Test là chạy hết, cấp 220 là chạy thôi. Nhưng bây giờ không biết chạy hay không. Chạy thử. À 115 chứ. 115 chứ ác. Thì nó của con này nó của thằng Mỹ các bạn, của nào đó nha. Không phải xe điện 220. Ủa 220 ta. 220 các bạn ơi. Con này tui nhanh 3/2 nha, để test thử coi còn sống không. Test thử các bạn. Không. Nó không quay các bạn. Không quay nha. Chắc tụ lâu quá bị khô dầu. Con này bán nhanh các bạn. Hai trăm bao ship nha các bạn. Đó, coi như mình thu về tầm 140. Không tới ha. Tại cái gói mình đang đặt là trọng lượng cỡ này là nó cao hơn. Ha, 200 bao ship. Lại nó lớn lớn cho nó nhiều à. Nó nhỏ nhỏ lại giữ sức. Đây, cái này còn mấy bộ nha. Cái này với cái động cơ chế quạt cỡ lớn này nha. Mình đang xả là 300. Đó. Đó, 300 bao ship, 300 bao ship mình xả cho nó hết luôn. Động cơ chế quạt cỡ lớn nè, cốt 8 ly nha. Con này là trong cái quạt lồng sóc của xe ô tô á. Chạy còn êm ngon. Đó, khỏe. Đó, cứ một cặp vậy là 300 bao ship nha. Máy này mình xả mấy cái này đi cũng được một số cái các bạn. Tiếp tục nha. Cái này mình bán một lần là một cặp 2 cái. Một cặp là 2 cái này. Giá là 200 bao ship nha, 200 bao ship. Con này điện 24V. Con này mình bao các bạn xài bình thường không vấn đề gì cả. Ha, đẩy là push nha, nó chỉ có push chứ không có pull nha. Push là đẩy nha, con này nó chỉ đẩy lên, các bạn xài là nằm vậy nè. Đẩy lên nha. Còn khi mà nó thu lại á, nó vẫn chạy bình thường nha, chạy hai chiều bình thường nha các bạn. Nhưng mà cái chiều ngược lại thì cái vít me nó không có ăn vào ren nha, nó hạ xuống thôi. À, đó. Con này tốc cao nè các bạn, 3200. Điện 24V, 2.2A. À, chỉ riêng cái motor không đã có giá các bạn. Không lẽ mà tháo ra bán chế quạt chứ. Mấy con này chế quạt cũng ngon. Nha, 200k hai cái bao ship nha. Đó, mình thu về tầm 140. Đó, con này chỉ một chiều các bạn nhìn nè, nó tuột cái ống ra không? Đó. Nó chỉ như vậy nha, nó vẫn là hoạt động bình thường nha, tần tật bình thường hết. Nhưng mà nó cái lực đẩy nó chỉ có chiều lên thôi. Còn cái chiều xuống khi các bạn bấm nó chạy xuống á, khi lên á giữa chừng nó vẫn giữ vị trí nha các bạn. Nha, vẫn bình thường như người ta hết nha. Nhưng mà nó chỉ có một chiều. Nó gọi là một chiều và hai chiều. Ở đây có ba loại nha. Thì loại này á, là bán mà không bán một cây nha các bạn. Tại vì cũng công gói mà mình lời có mấy mình thu vốn được có mấy chục nghìn. Cái này gọi là thu vốn nha, chương trình thu vốn. Cho nên bán lần là một cặp 2 cây 200k bao ship ha. Đó. Đây là một loại nha. Còn loại này thì hiện tại mình đang bán nha,
cây này thì chừa cái loại này lại để bán kiếm lời, cũng không có lời bao nhiêu. Còn không thì cây này xả cứ chắc giá 200k một cây bao ship mà mình bán luôn, coi như thu vốn. Tại vì cây này á, là nó hai chiều, vừa kéo vừa đẩy. Cây này hai chiều vừa kéo vừa đẩy nha. Đó. Vừa kéo vừa đẩy. Chiều nào cũng là 100 kg. Cây này mình có clip test rồi các bạn, test tải á. Cực khỏe luôn, giữ vị trí nha. Cây này thì 200k. Ở đây các bạn thấy DC 28V nha, các bạn xài 24 thôi. Đó. 24 là ok, cực khỏe. Đó, cây này là 200. Tính chẳng chẳng thì cho nó dễ, các bạn dễ nhớ. Có một loại nữa nhưng mà hết hàng các bạn. Có mấy cái à. Cái loại cái đầu nó nhọn nhọn. Ở đây mình gói đi một số cái. Nói chung hiện tại chỉ còn hai loại nha. Đó. Còn khách nào mua kèm tay bấm nha. Tay bấm nâng hạ hoặc là nguồn. Đó, cái nguồn này là cho nó nè, cái nguồn này là nguồn ấy, nguồn thì thêm 100k. Tại vì cái nguồn này đặc biệt là 4A 29V. Cái nguồn này mình bán rời là 140k nha, bao ship. Coi như mình thu về 100, nói chung nguồn này mình thu về túi 100, bắt buộc phải thu về 100. Đó. Còn khách nào mua kèm thì mình tính 100 thôi. À, còn mua riêng là con này là 140. Có một cái tay bấm nữa các bạn, bấm lên bấm xuống á. À, khách nào mua kèm thì mình bán chung. Tay bấm thì cứ 50k một cái nha, tính vậy cho nó dễ. Tay bấm lên bấm xuống. Đâu ta? Ừ, cái cụm này kéo bao các bạn kéo ra, kéo xe nâng, kéo cái này là mình tháo chiếc xe nâng Đức ra nha, Germany ha. Bao các bạn kéo 4 tấn nha, khách nào lấy thì liên hệ mình. Bộ này thì 4,5 triệu không bao gồm phí ship ha, 4,5 triệu. Mình đấu dây hết về các bạn, cấp 2 dây vào ắc quy 24V. Đó là chạy. Mình đấu ra luôn cho các bạn nha, chỗ này nè. Bấm dây thì nó chạy tới nha, buông ra không chạy. Bấm dây chạy lui nha. Bấm dây chạy tới nha. Đó. Đó, mình đấu ra cho các bạn luôn nha. 4,5 triệu không bao gồm phí ship. Còn một cặp điện trở inox của Nhật nha. 200V. 200V 3 pha 4kW nha. Đó. Con này là con gia nhiệt nè các bạn, Hector nha, Hector gia nhiệt 4kW. Ở đây nó là, các bạn thấy chùm dây của nó. Ở đây nó sẽ có 3 dây này là 3 dây 3 pha. À, các bạn cứ cấp 3 pha 220 mình là nó sẽ chạy, nó sẽ gia nhiệt nóng lên. Đó. Còn có thêm một dây nhỏ nhỏ nữa. Dây này nè các bạn. Chính là con điện trở, con đo nhiệt độ đây nè, nằm đây nè. Dây này nè. Còn đây là dây mát nha, đi sọc là dây mát. Đó. Inox 304. Inox 304 các bạn. Inox hết, full inox nha. Inox 304 nha các bạn. Đó thì 4kW một cây nha. Một cây mình bây giờ mình xả cái cặp này ra. Mình mở cái ren nó ra nha. Đó. Một cây rời giá nhanh gọn lẹ nha. 1,2 triệu bao ship, à, nhanh gọn lẹ. Bao zin, bao xài, bao sống 1,2 triệu thôi. Đó. 1,2 triệu 4kW nha. 3 pha 200V 4kW. 1,2 triệu. Hai cây khách lấy luôn cũng là 1,2 triệu nhân đôi các bạn. Tại vì giá này là mình nhắm đại giá lỗ nha. Chứ mình mua cặp này chung đồ kia giá rất là cao nha. Lâu rồi mình chào một cây là 4kW á, là 2,2 triệu. Kèm theo một cái tủ điện 1,000,000 nữa nha. Đó, tổng là như 4,000,000 là mà luôn cái tủ điện á. Bây giờ mình xả bán đại mệt. Con giảm tốc này
một động cơ sạc vô một ngựa qua giảm tốc mà. Đầu ra cỡ 60 vòng một phút mà. Con này là siêu khỏe luôn các bạn. Yakawa. Con này giá 1.6 triệu nha, đồng giá, con này cũng là 1.6 triệu, này 1.6 triệu hai con. Đó, vậy là cũng sắp hết chỗ này các bạn. Còn con giảm tốc xanh xanh này thì 1.2 triệu nha. Khách nào cần thì mình làm tiếp test lại nha. Lâu rồi mình test lần. Test lại. Nha, cụm này nha. 180k bao ship. Giảm thêm ly cà phê cho các bạn. LG. LG 180k các bạn. Ok, khách nào cần đồ gì liên hệ shop nha.